Nam em tiết lộ điều không ngờ về chồng sắp cưới, vỡ mộng nhận ra đời không như phim ngôn tình. Nam em được biết đến là một trong những người đẹp có tiếng của showbiz Việt, không chỉ sở hữu nhan sắc, vóc dáng xinh đẹp, Nam em còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Tuy nhiên, cô bị nhiều khán giả cho rằng tâm lý không được bình thường bởi những phát ngôn trên mạng xã hội. Thời gian qua, Nam em là cái tên được nhiều người bàn tán khi liên tục livestream trên mạng xã hội TikTok. Không chỉ Nam Em, mà chồng sắp cưới của người đẹp cũng tham gia vào việc live stream này. Thậm chí cả hai còn có màn cãi cọ căng thẳng ngay trên live stream vào ngày 11 tháng 3 mới đây. Cụ thể, Nam Em tỏ ra tức giận khi chồng sắp cưới có tính già trưởng, cư xử thiếu lịch sự, lên live stream nói năng tục tiểu và còn nhắn tin thăm dọa khi cô sang nhà quấy vân chơi. Người đẹp tuyên bố nếu anh không chịu thay đổi thì sẽ chia tay. phía chồng sắp cưới của Nam Em cũng không chịu nhúng nhường khi mắng cô biến ngay trên sóng live stream và còn khẳng định sẽ không thay đổi. Ngay sau đó, nam em đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái tự do muôn năm, nhưng ngầm ẩn ý chuyện chia tay, nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục lên livestream tiết lộ trong sắp cưới, doanh nhân Bùi Hữu Cường đã đi tu. Cô cảm thấy tự do, hạnh phúc và sẽ tự hưởng hạnh phúc này đến hết đời. Nam em thừa nhận bản thân xem phim ngôn tình Hàn Quốc quá nhiều nên bị ảo tưởng trong chuyện tình yêu. Hiện tại cô đã vỡ mộng nhận ra đời không như là phim. Nam Em và Bùi Hữu Cường bắt đầu lộ dấu hiệu hẹn hò từ cuối năm 2023, cả hai thường sánh đôi tại các sự kiện. Tại thời điểm đó, Nam Em cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái hạnh phúc, tự hào về bạn trai. Thế nhưng hiện tại, chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau, mối quan hệ của cả hai đã dần trở nên căng thẳng. Hiện tại, đàn trai vẫn chưa lên tiếng về tình trạng mối quan hệ của cả hai. Chồng Nam Em tố Quế Vân lợi dụng vợ, đối phương đáp trả không đáng mặt quân tử. Vừa qua, sau khi vợ chồng nam em có mạng khẩu chiến cực căng trên sóng live stream, Quế Vân đã bất ngờ bị lôi vào cuộc. Theo đó, trong một phiên live stream, chồng nam em tố Quế Vân lợi dụng ép vợ mình live stream suốt 9 tiếng. Mới đây, Quế Vân cũng lên tiếng live stream để nói rõ về lời tố cáo từ chồng nam em. Sao lại kêu tôi lợi dụng nhỉ? Tôi lợi dụng cái gì? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi, bởi vì tôi không vào showbiz nữa. Hôm qua tôi cũng đã nói nổi tiếng không chỉ là một ngày. Ví dụ như một phiên live, Mọi người để ý nói chuyện với nhau Quý mến hai chị em Thế ngày mai không lai like nữa thì hết nổi rồi đúng không Vậy mình sẽ phải làm gì để nổi những ngày sau nữa Quý Vân cũng nói rõ Về buổi gặp với nam em hôm thứ bảy vừa qua Người đẹp cho biết Hai chị em có hẹn nhau Nên cô sang nhà đón nam em Đấy là Cường mới yêu nam em gần đây Nhưng tôi đã quen nam em vài năm trước rồi Mỗi lần tôi vào Sài Gòn Nam em sẽ đón tôi đi chơi Còn nam em ra Hà Nội thì tôi sẽ đưa đi chơi Hôm qua không đi được vì quá mệt, quá mệt vì tôi lên nhà nam em chơi. Nói rõ về lời tố cáo ép buộc nam em livestream stream 9 tiếng, Quế Vân cho biết, hôm qua thì tôi có nghe Cường nói là tôi bắt ép nam em livestream rất nhiều tiếng. Đó là Cường hiểu sai tôi rồi, tôi không có bắt ép được vợ em. Em hỏi vợ em đã rồi hẳn nói như thế nhá. Bởi vì sao? Vì tôi sang nhà là vợ em đang like rồi. Đang live thì chị em gặp nhau rồi nói chuyện. Khi mà nói chuyện, khán giả yêu mến thì mình cứ nói. Nói tới lúc nào cảm thấy mệt thì thôi. Còn lúc đi ăn xem Hoa hậu, vợ em luôn like, chứ tôi không có bắt là em phải like đi. Cho nên đừng có nói là chị Vân bắt ép vợ em like, cái này là sai nha. Cô hiểu sai cho tôi là không có được nha. Nếu là lợi dụng, thì em phải đưa ra cho chị bằng chứng lợi dụng để làm gì. Vì tình cảm giữa tôi và Nam Em vẫn thế, từ khi em chưa xuất hiện trong cuộc sống này của Nam Em cơ. Quê Vân một lần nữa khẳng định với khán giả rằng, cô không ép Nam Em live stream 9 tiếng. Đừng dọa nạt ai cái gì ở đây cả. Cuộc sống này có pháp luật Tôi không bao giờ chửi nam em Bởi vì tôi là một người chị Nhất là tính tôi rất quân tử Mà quân tử thì không bao giờ lèm bèm Làm là phải nhận Quê phần nam em là cặp chị em thân thiết Và thị phi của showbiz Việt Cả hai từng lên tiếng tố trường Giang lăng nhăn Vào năm 2018 Gần đây nhất Cả hai tiếp tục song kiếm hợp bích live stream, bóc trần gốc tối của làng giải trí Việt và sự thật về nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên gần đây mạng xã hội xuất hiện tin đồn, cặp chị em này đang xích mít nghỉ chơi. Thậm chí nam em còn chia sẻ úp mở rằng, tôi thấy tôi không có quê gì hết mà chỉ thấy tôi đang bị người ta dụ. Tôi tưởng cũng về phe tôi, nhưng tôi thấy có mấy màn quay xe hơi xe hơi gắt, nên tôi về nhà tôi. Chân tình không rõ nàng Hoa Khôi sinh năm 1996, đang nhắc đến Quế Vân hay Duy Mạnh, nên tin đồn mâu thuẫn càng ngày càng đẩy lên cao hơn. Trước thông tin này, Quế Vân cho hay, Lai like xong rồi còn gì để nói nữa đâu, chị với Nam Em không có cái gì có thể chia lìa được tình cảm chị em đâu nhá. Nên là khỏi kích động, không phải kích động làm gì cho mệt ra, bởi vì chơi với nhau hiểu nhau mà, không có gì chia lìa được đôi lứa đâu. Trường Giang bị mẹ ruột Nam Em chê thẳng mặt, không xứng làm rể vì điều này. Thời gian qua Nam Em gây xôn xao cõi mạng khi liên tục kể lại chuyện tình ái cũ với Trường Giang dù đã trôi qua hơn 6 năm. Cô cho rằng bản thân bị phụ tình, tiết lộ nhiều câu chuyện chấn động trong mối quan hệ với Trường Giang. Tuy nhiên dù Nam Em liên tục giéo tên Trường Giang và Nhã Phương không có động thái gì, cặp đôi thoải mái xuất hiện chung cùng bạn bè, hoàn thành các lịch trình không quá bận tâm về ồn ào trên trời rơi xuống dịp đầu năm. Cụ thể, năm 2018 trong một cuộc phỏng vấn, Trường Giang thừa nhận thích Nam Em nhưng không phải là yêu. Trường Giang cho biết qua những lần tiếp xúc, nghe những câu chuyện của Nam Em cảm thấy thương và yêu thích không dừng lại tại đó. Trước sự việc nam em phục kích tận nhà để tặng bánh và hoa, Trường Giang khẳng định đầu óc nam em có gì đó không bình thường. Trường Giang cho rằng mình đang bị lợi dụng để lôi kéo vào trò PR của nam em. Mặc dù tuyên bố không trách nam em nhưng Trường Giang vẫn dằn mặt nam em là nếu có làm gì tổn hại tới Nhã Phương thì anh sẽ không để yên. Trước những lời lẽ Trường Giang dành cho con gái mình, mẹ nam em tỏ ra bức xúc và quyết định lên tiếng đáp trả. Tôi đã định không nói nhưng vì sự việc ngày càng đi xa nên tôi quyết định sẽ chia sẻ một lần. Trường Giang từng rất thích nam em. Hồi đó anh ta ngày nào cũng qua nhà hàng của chúng tôi. Một tháng 30 ngày, phải đến 28 ngày có mặt tại nhà hàng, nhộn nhiệt say xỉn. Tiếp xúc vài lần tôi cũng hiểu phần nào về cậu ta. Cộng thêm những tin tức mà tôi đọc được trên báo chí, tôi biết Trường Giang thuộc tiếp đàn ông bắt cả hai tay chuyên làm khổ phụ nữ. Tôi muốn con gái mình có một tấm chồng tử tế, chứ không muốn một trang rể thiếu chín chắn như vậy. Nhớ lúc cậu ta say xỉn, Xong quay qua gọi tôi bằng mẹ, tôi chỉ cười trừ nhưng rất không hài lòng. Nam em hiểu tôi không thích Trường Giang nên thường nhắc khéo tôi đi nghỉ sớm mỗi lần anh ta qua. Biết thái độ của tôi, Trường Giang nhiều lần nịnh nọt, dỗ ngọt, gắp đồ ăn cho tôi và nói để con nấu đồ ăn ở quán con rồi đem sang cho mẹ. Nghe được những câu ấy tôi nói thẳng, là người đàn ông thì cháu phải đứng vững một chút, không thể giận bên kia xong quay bên đây. Con gái cô còn non trẻ nên cô không muốn con mình bị lừa gạt. Lúc đó Trường Giang vội đáp lời rằng không hề có suy nghĩ lừa gạt nam em vì anh ta đến với con tôi bằng tình cảm chân chính và sẽ sang xin cưới hỏi đáng hoàng. Tôi còn nói với Trường Giang hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để say xỉn rồi nói năng bừa bãi. Bên cạnh đó mẹ nam em tiết lộ số lần anh ta say xỉn và ngủ lại nhà hàng không ít, nhiều lần tới chơi còn không thèm chào hỏi dù thấy tôi đi ngang. Sinh nhật con gái tôi Trường Giang rất bạn bè qua nhậu nhẹt, thấy tôi đi qua đi lại ở đó nhất quyết không chào một lời. Tôi đoán Trường Giang có thái độ như vậy vì biết tôi không thích anh ta. Một tháng 30 ngày, đến tận 28 ngày có mặt ở chỗ chúng tôi, rồi nói yêu thương nam em hết mình, tin tưởng gia đình tôi hết mình. Bài toán giờ showbiz của nam em Sau khi bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng về những phát ngôn gây sốc trên live stream, nam em tiếp tục thực hiện live stream nhưng cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Thậm chí cư dân mạng còn khen ngợi nam em biết kiểm soát phát ngôn và khéo hơn sau khi bị phạt. Mới đây nam em live stream tiết lộ đang ấp ủ giấc mơ, thực hiện một live show ở không gian ngoài trời với khoảng 5.000 khán giả. Nam em chia sẻ, Tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái live show ở sân khấu ngoài trời tầm 5.000 khán giả. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm. Tôi chỉ cần làm thêm live show Love Story 3, sân khấu ngoài trời. Tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp. Hiện tại tôi đang phấn đấu được thực hiện được live show đó là thôi xong, nghỉ hưu được rồi. Không cần làm gì nữa, quá đủ rồi. Người đẹp Tiền Giang cũng chia sẻ hiện tại đang cố gắng lấy lại sức khỏe để hiện thực hóa giấc mơ này. Trước đó hai đêm nhạc mang tên Love Story từng được nam em tổ chức nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau mùa nào nam em đang có ý định chuyển hướng sang streamer giống như nữ ca sĩ Khởi My. Nghe nói bà Khởi My giờ cũng làm streamer, tôi sẽ đi theo con đường của bà Khởi My. Nam em bày tỏ. Nam em muốn từ bỏ vương miện hoa khôi. Tối 24 tháng 2, nam em tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi livestream. Cô nàng quê Tiền Giang gây chú ý khi nhắc đến vương miện hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 trong lúc trò chuyện với ông xã tương lai. Bây giờ em vẫn còn là đương kim hoa khôi, anh phải hiểu rằng bây giờ em muốn trả vương miện nhưng không trả được. Phải đợi người ta tổ chức cuộc thi mới trả được. Bây giờ em vẫn còn là hoa khôi nên bị người ta chửi là đúng, anh đợi em trả xong đi rồi muốn làm gì làm. Bây giờ em là hoa khôi nam em, không phải cơ nên phải chịu. Người ta đã trao vương miện cho em thì phải có trách nhiệm, Em còn cầu người ta thu nhưng người ta không chịu thu nên mình phải chịu thiệt thòi một chút. Thời gian qua, nam em gây tranh cãi khi liên tục livestream nói nhiều vấn đề showbiz. Cô hứa hẹn sẽ không đề cập đến những cá nhân liên quan nhưng vẫn nhận về nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp sinh năm 1996 mong muốn nhanh chóng từ bỏ ngôi vị hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Trước khi tham gia giới giải trí, nam em tham gia hai cuộc thi sắc đẹp gồm Hoa hậu Việt Nam 2014 Top 40 và Đăng Quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Trong đêm chung kết diễn ra vào tháng 6 năm 2015, người đẹp quê Tiền Giang xuất sắc vượt 29 thí sinh thông qua những phần thi như áo dài, áo bà ba, áo tắm và trang phục dạ hội ứng xử. Nam em được xét là mỹ nhân có ngoại hình nổi bật với gương mặt khả ái, đậm chất Việt và thân hình mảnh mai yêu kiều. Thậm chí, cô nàng còn được ví như bản sao của người đẹp tiền nhiệm Đặng Thu Thảo. Sau cuộc thi, Nam Em nhận được trị giá giải thưởng gồm vương miện 500 triệu đồng và 300 triệu tiền mặt. Danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 giúp Nam Em dễ dàng bước vào làng giải trí Việt. Cô được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2016. Tiếp đến, chân dài bắt đầu chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với một số bộ phim như Lô tô, Hồ sơ lửa, 78910, Anh muốn quên em không, Chọc tức vợ yêu.